Cho đến ngày 14 tháng 9, người dân California sẽ bầu cử quyết định có bãi nhiệm thống đốc Gavin Newsom hay không. Năm ngoái, khi California phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có với đại dịch COVID-19, sự lãnh đạo và chính sách mạnh mẽ của thống đốc Gavin Newsom dựa trên khoa học và lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng đã giúp cứu sống nhiều người. Ông chấp thuận tài trợ của tiểu bang cho phép nhiều người Mỹ gốc Việt được chích ngừa tại các phòng khám cộng đồng. Ông đã thông qua gói cứu trợ coronavirus 100 tỷ đô la, bao gồm tiền hỗ trợ kích thích kinh tế và hỗ trợ tiền thuê nhà để giúp đỡ nhiều người Mỹ gốc Việt. Ông cũng đã ký một dự luật trao 156 triệu đô la cho các tổ chức cộng đồng để thực hiện các dự án chống lại sự kỳ thị người Á Châu. Với sự lãnh đạo của Thống đốc Newsom, California đang dẫn đầu sự phục hồi kinh tế trên toàn quốc gia. Lúc này, không nên làm nguy hiểm kinh tế và sức khỏe của chúng ta. Xin vui lòng bỏ phiếu không cho việc bãi nhiệm ông trước ngày 14 tháng 9. Pivot Hội người Mỹ gốc Việt cấp tiến trang trải phí tổn cho tài liệu này không được ủy quyền bởi ứng cử viên hay ủy ban tranh cử nào.